Ngày 24 tháng 1, Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa triệt xóa điểm cờ bạc quy mô lớn hàng trăm triệu đồng. Qua công tác nắm tình hình, vào trưa ngày 23 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Ninh Kiều đã bao vây, bắt quả tang 19 người đang đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều. Tang vật thu được tại hiện trường bao gồm 6 con gà đá, 1 xe ô tô và 18 xe máy cùng hơn 800 triệu đồng tiền mặt. Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy, điểm cờ bạc này do HQ, 46 tuổi, ngụ khu vực 7, phường An Bình cầm đầu tổ chức. Hiện Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Theo công an, việc triệt xóa điểm cờ bạc quy mô lớn trên nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.